tên là Trần Thiên Hổ, ở ấp Bùng Binh 2 xã Hòa Tân. Khu em nuôi là 12 heo. Em nuôi đây 6 vụ. Chuyên về dùng về sản phẩm của Việt Đức. Trong sản phẩm thứ nhất là chuyên về gan, liver, tập trị về gan. Rất tốt, hiệu quả về gan trong vòng 3 ngày. Hiệu quả, tôm khỏe mạnh, gan sáng, đẹp. Sản phẩm thứ hai là FHB, chuyên đào thải, vi bào ti trùng. Rất là tốt, hiệu quả về đường ruột. Đây là sản phẩm thứ ba, khoáng 3 trong 1. Ăn rất tốt, hiệu quả. Dòng vi sinh rất là hiệu quả về BZT-BD của Việt Đức. Xài nước ok, nước đẹp, sập nước đáy, màu nước màu vàng chanh, rất đẹp. Là chuyên về men ruột cao cấp, ăn đường ruột to, khỏe mạnh. Gần đây thu hoạch lên được 19 tấn, 47 con, lợi nhuận 1 tỷ. Trước thì con tôm nó gặp hiện tượng về gan, mình chưa dùng liver, gan nó mờ, tôm nó yếu, thì mình dùng trong đến 2 đến 3 ngày, tôm thấy khỏe, màu gan sáng rồi. Thì biết cái sản phẩm này đã 2 năm nay. Thì anh em người hộ nuôi thì cái thấy sản phẩm này tốt thì anh em nào có tham khảo xài qua được thì xài, hiệu quả tuyệt đối. Tại mình đang nuôi á là nó 3 hecta, thì tính định hướng về sau này mình sẽ mở rộng thêm mấy hecta nữa, mình sẽ đầu tư thêm, mình nhân rộng cái mô hình lên. Sản lượng thì 3 hecta, sản lượng hôm rồi thì lên được là 20 mấy tấn, thì mỗi một trung bình nó cái ao 1.200 m² á thì nó khoảng là 7-8 tấn. Phía công ty khoa học Việt Đức xin thông báo, thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân, tổ chức mạo danh tên công ty để tư vấn khách hàng với mục đích trục lợi. Để đảm bảo các quyền lợi của quý khách hàng vui lòng kiểm tra chính xác số điện thoại trên hotline của công ty.
số điện thoại liên hệ 0923 653 999, 0343 679 899, 0949 399 995 hoặc liên hệ hotline 1900 989852. Quý khách hàng cũng có thể tham khảo trên trang web thuocthuysanvietduc.vn.